chào quý vị và các bạn đã đến với những tin tức thế giới mới nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh ông Trump đang bị điều tra vì cất giữ trái phép tài liệu mật, thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra. Theo đó, các quan chức hàng đầu thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đang cân nhắc tạm thời thu hẹp quy mô cuộc điều tra liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump để tránh gây ảnh hưởng đến cách người dân bỏ phiếu. Điều này khiến cho một số người cho rằng đây có thể được coi là một lợi thế có thể cứu ông Trump vượt qua khỏi cuộc điều tra của FBI. Cụ thể, trên báo điện tử Người Lao Động đã đăng tải bài viết với tiêu đề Ông Donald Trump sẽ được cứu nhờ luật bất thành văn vào ngày 5 tháng 9. Trong đó nội dung báo này đưa tin, theo quy tắc bất thành văn được gọi là quy tắc 60 ngày, Bộ Tư pháp có truyền thống tránh thực hiện bất kỳ hành động nào trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc bầu cử để tránh gây ảnh hưởng đến cách người dân bỏ phiếu. Những động thái đó có thể bị cho là lạm dụng quyền lực nhằm thao túng nền dân chủ Mỹ. Ông Trump, người không có tên trong lá phiếu nhưng vẫn duy trì ảnh hưởng rất lớn trong Đảng Cộng Hòa, đã ra một tình thế khó xử cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, người đang tiến hành hai cuộc điều tra liên quan đến cựu Tổng thống. Hai cuộc điều tra nói trên liên quan đến cuộc bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và việc ông Trump lưu trữ các tài liệu chính phủ nhạy cảm tại tư dinh ở bang Florida và nguyên viên của bộ tư pháp từ chối bình luận về thông tin nói trên theo the New York Times bộ tư pháp có một số chính sách và hướng dẫn chính thức liên quan đến quy tắc bất thành văn nói trên nhưng chúng không đề cập rõ ràng về cách áp dụng vào tình hình hiện nay hướng dẫn của bộ tư pháp nghiêm cấm việc cố tình chọn thời điểm tiến hành bất kỳ hoạt động chính thức nào với mục đích ảnh hưởng đến bất kỳ cuộc bầu cử nào hoặc cố ý giúp đỡ hoặc gây thiệt hại cho một ứng cử viên hoặc đảng phái cụ thể trong một diễn biến liên quan, cựu Tổng thống Donald Trump đã công khai chỉ trích Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Bộ Tư pháp trong bài phát biểu đầu tiên tại bang Pennsylvania hôm 3 tháng 9 kể từ sau vụ khám xét đình thử. Ông Trump cho rằng cuộc khám xét tháng trước không chỉ nhằm vào nhà tôi mà vào cả hy vọng, ước mơ của mọi công dân mà tôi đã và đang đấu tranh cho họ. FBI và Bộ Tư pháp đã trở thành những con quái vật hung ác, bị điều khiển bởi những kẻ xấu cực đoan, luật sư và giới truyền thông, những người bảo họ phải làm gì. Theo Guardian, ông gọi vụ lục soát là một trong những hành động lạm dụng, quyền lực gây sốc nhất của bất cứ chính quyền nào trong lịch sử Mỹ, và đó là một trò hề công lý. Ông Trump nhấn mạnh, họ đang cố bịt miệng tôi, và quan trọng hơn, họ đang cố bịt miệng mọi người, nhưng chúng ta sẽ không im lặng, đúng không? cựu Tổng thống Trump đã nhận được sự ủng hộ từ những người tham dự. Ông Roy Bunger, 65 tuổi, nói với tờ New York Times rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố tình nhắm mục tiêu ông Trump để ngăn ông tái tranh cử. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Mỹ cũng không ngần ngại chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông Trump nói, chúng tôi là những người đang cố gắng cứu lấy nền dân chủ của mình. Rất đơn giản, mối nguy hiểm đối với nền dân chủ đến từ cánh tả cấp tiến, không phải từ cánh hiểu đồng thời khẳng định các đảng viên Cộng hòa không phải người phá hoại nền dân chủ. Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Biden phát biểu tại thành phố Philadelphia, Pennsylvania, rằng người tiền nhiệm và những người ủng hộ phe Cộng hòa với quan điểm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, đại diện cho chủ nghĩa cực đoan, đe dọa an ninh Cộng hòa của nước Mỹ. Ông Biden cũng kêu gọi người ủng hộ mình chiến đấu cho linh hồn của dân tộc. Ông Trump gọi đây là bài phát biểu ác độc, thu hận và chia rẽ nhất Tổng thống Mỹ từng đưa ra. Cùng trong bài phát biểu tại Pennsylvania, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lời ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà lãnh đạo quyết liệt, khen Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là người thông minh. Ông Trump nói, tôi đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới và không giống như những người lãnh đạo nước Mỹ, họ đều là những nhân vật ở đỉnh của cuộc chơi. Cả ông Putin và ông Tập đều rất thông minh và quyết liệt, Tôi biết mỗi lần tôi khen ai đó thông minh, nó sẽ bị bóp méo bởi truyền thông tin giả, nhưng họ đều là thiên tài. Hồi tháng 2, ông Trump cũng từng gọi Tổng thống Putin là thiên tài khi triển khai khoảng 200.000 quân ở khu vực sát biên giới Ukraine. Trước đó, ông Trump cũng từng khen ngợi cách chủ tịch Tập Cận Bình điều hành đất nước 1,5 tỷ dân, nhấn mạnh rằng ông Tập thích tôi và tôi cũng thích ông ấy. Mặc dù ông Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra, nhưng cựu tổng thống vẫn duy trì ảnh hưởng rất lớn trong Đảng Cộng hòa. Điều này đặt ra một tình thế khó xử cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, người đang tiến hành hai cuộc điều tra liên quan đến ông Donald Trump. Giữa lúc cuộc bầu cử sắp diễn ra như hiện nay, liệu bộ tư pháp có áp dụng quy tắc 60 ngày hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem. Trước những lời chỉ trích về FBI và Bộ Tư pháp Mỹ của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc meeting tại bang Pennsylvania, thì những thông tin mới về vụ FBI khám xét nhà ông Trump cũng được tiết lộ và khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, tòa án Mỹ đã công bố danh sách vật phẩm bị liên quan tới cuộc điều tra, trong đó có 48 tập tài liệu bên ngoài gắn nhãn mật nhưng bên trong thì trống rỗng. Thông tin trên được công bố sau khi bà Ireland Cannon, thẩm phán quận của thành phố West Palm Beach, cho phép mở niêm phong hồ sơ tòa án một ngày sau khi nghe luật sư của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai công tố viên hàng đầu của Bộ Tư pháp Mỹ tranh luận về việc liệu bà Cannon có nên chỉ định chuyên gia đặc biệt theo yêu cầu của ông Trump để đánh giá những tài liệu đã tịch thu được tại tư dinh của ông tại bang Florida hay không. Bà Cannon không ra phán quyết ngay lập tức về việc chỉ định chuyên gia đặc biệt. Nhân đồng Mỹ công khai hai hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình. Bộ hồ sơ được công khai ngày 2 tháng 9 đã cung cấp thêm thông tin về 33 hộp tài liệu cùng những vật dụng khác FBI tịch thu tại sinh thự Maalago của ông Trump trong quá trình cơ quan này đang điều tra về việc liệu ông Trump có giữ trái phép thông tin quốc phòng và cố cản trở cuộc điều tra hay không. Trong đó, nhiều tài liệu phân loại mật được để lẫn với các vật dụng khác như sách, tạp chí ngoài ra FBI còn tịch thu một số quần áo quà tặng khác FBI đã tịch thu hơn 11.000 tài liệu ảnh của chính phủ trong đó 18 tài liệu được dán nhãn tối mật 54 tài liệu được dán nhãn mật và 31 tài liệu được dán nhãn bảo mật tối mật là cấp phân loại cao nhất đối với tài liệu mật của chính phủ Mỹ ngoài ra FBI cũng tịch thu 90 tập tài liệu chống trong đó 48 tập được dán nhãn mật bên ngoài trong lần công bố này, còn có tài liệu dài 3 trang do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình lên tòa án, cập nhật trạng thái đánh giá của nhóm điều tra về những tài liệu thu giữ được. Tài liệu đề ngày 30 tháng 8 cho thấy các nhà điều tra đã hoàn tất đánh giá ban đầu các tài liệu đã tịch thu, dự kiến sẽ điều tra thêm và thẩm vấn thêm nhân chứng. Cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ có thể tạm ngừng nếu bà Cannon chấp thuận chỉ định chuyên gia tiến hành đánh giá độc lập về các tài liệu bị tịch thu. Tuy nhiên, trong phiên điều trần ngày 1 tháng 9, dường như bà Khan vẫn cho phép nhân viên tình báo Mỹ tiếp tục đánh giá tài liệu kể cả khi chấp nhận chỉ định chuyên gia đặc biệt tham gia. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, trong hồ sơ nộp lên tòa án, cơ quan này đã cung cấp bằng chứng chứng minh có nhiều tài liệu mật đã bị cố tình giấu đi khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tịch thu số tài liệu này từ tư dinh của ông Trump hồi tháng 6. Bộ Tư pháp Mỹ cũng phản đối chỉ định chuyên gia đặc biệt cho rằng các tài liệu tịch thu được không thuộc về ông Trump và ông không có quyền yêu cầu sử dụng đặc quyền đối với các tài liệu này. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Fox, cựu tổng trưởng lý Mỹ William Barr, người được ông Trump bổ nhiệm vào vị trí khi đương nhiệm tổng thống Mỹ, cho rằng ông Trump không có lý do chính đáng để giữ tài liệu mật ở tư dinh. Ông Barr cũng cho rằng khi FBI đã hoàn tất đánh giá ban đầu về các tài liệu bị tịch thu, việc chỉ định chuyên gia đặc biệt tham gia đánh giá độc lập những tài liệu này chỉ lãng phí thời gian. Thưa quý vị, với những tài liệu mà FBI đã tìm được tại dinh thự Malago, liệu ông Donald Trump có được Bộ Tư pháp sử dụng luật bất thành văn hay không là điều chưa thể nói trước. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng sự ảnh hưởng của cựu Tổng thống Mỹ vẫn còn rất lớn và việc truy tố ông Trump vì xử lý không phù hợp thông tin mật có thể dẫn đến bạo loạn những thông tin mới nhất liên quan tới vụ điều tra cựu tổng thống mỹ donald trump sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại